Tính đến đây, Học viện bóng đá Hoàng gia GMC đã đi được một chặng đường 12 năm. Khoảng thời gian đó không thật sự dài với một lộ trình làm bóng đá chuyên nghiệp, nửa đem đi so sánh với các nước phát triển ở châu Âu. Nhưng nếu chúng ta lấy đi một thước đo khác là sự đóng góp bằng tâm huyết và rõ ràng hơn bằng số ngân sách khổng lồ của bầu đất trong từng ấy năm, thì chúng ta phải thật sự ngưỡng mộ hành trình 12 năm đóng góp ấy của bầu đất. 76 triệu đô là con số ước tính cho đến nay mà bầu đất đã chi cho bóng đá. Số tiền 50 triệu đô, bầu đất phải chi ít nhất 5 triệu đô một năm để thương hiệu Arsenal được song hành và gắn liền thương hiệu Arsenal vào cái tên Hoàng Gia Lai Arsenal GMG. Số tiền 20 triệu đô, mỗi năm một cậu bé được đào tạo tại Học viện Hoàng Gia Lai tiêu tốn khoảng 1 tỷ Việt Nam đồng cho một cầu thủ. Vị chi trong suốt từng ấy năm với 4 khóa đào tạo, bầu đất cũng đã mất khoảng 20 triệu đô. 5 triệu đô là chi phí tập huấn của học viện hơn 10 năm hoạt động mà báo pháp luật từng ước tính. Mỗi năm, các cậu bé Hoàng Gia Lai sẽ được đi du đấu với các lò GMG trên toàn cầu, từ châu Phi cho đến châu Âu. Ngoài ra, chắc chúng ta vẫn còn nhớ giải đấu tại Nhật Bản Sanex Cup 2013 mà các cậu bé như Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng vừa được xỏ giày vào sân khi hoàn thành các khóa học. Rồi sau đó, lứa U19 Việt Nam đó tiếp tục tập huấn tại Arsenal. Tất cả các chuyến tập huấn đó cũng tiêu tốn rất nhiều tiền của bầu đất. 1 triệu đô còn lại. Gần đây nhất, ông sẵn sàng chi 1 triệu đô để trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo để dẫn dắt cho U23 và tuyển Việt Nam. Hợp đồng đó sẽ chuẩn bị hết hạn trong vài tháng nữa. Sự tâm huyết với bóng đá nhà của bầu đất thật đáng khâm phục với nhiều người, nhưng có một luận điểm cực kỳ sai lầm, đó là người ta cho rằng dòng tiền này được đầu tư từ tập đoàn Hoàng Gia Lai của bầu đất. Một đại diện của Hoàng Gia Lai cho biết, trong các bản báo cáo tài chính hàng năm, chi phí xây dựng và hoạt động của Học viện Hoàng Gia Lai GMG, tiền lương của ông Park không được kê khai. Theo nguyên tắc, để tập đoàn chi tiền thì buộc phải thông qua hội đồng quản trị và sau đó phải được đưa vào bản báo cáo tài chính đã được duyệt chi. Nguồn tin cũng kết luận rằng mọi ngân sách trên được xuất phát từ tiền túi của bầu đất. Khoản tiền này là do chính bầu đất tích lũy được trong giai đoạn thịnh vượng nhất của Hoàng Gia Lai. Khoản tiền đó cũng khoảng vài nghìn tỷ đồng mà ông đã dành cho tâm huyết bóng đá nước nhà. Và may mắn cho bầu đất là ông Park Hang-seo đã kiện toàn mọi thứ và làm thỏa mãn bầu đất là thắng Thái Lan thuyết phục cho đến giờ phút này. Ngẫm để thấy tình yêu và tâm huyết của bầu đất là lớn cỡ nào.